Ngày hôm nay Mép sẽ đưa các bạn tới một trong những trường đại học để trả lời câu hỏi rằng nếu bạn muốn chọn một trường gần Seoul học phí rẻ nhất thì nên chọn trường nào? Đó chính là trường đại học Nazareth. Nazareth nổi tiếng là một trong những trường đại học xuất sắc gần thủ đô Seoul. Các bạn có bến tàu điện ngay ở cổng trường. Chúng ta chỉ mất 2.000 won, tức là tầm khoảng 40.000 Việt Nam đồng, có thể đi thẳng vào Seoul, tầm khoảng 1 tiếng đi tàu, các bạn nhớ nhé. Bên cạnh đó, Nazareth nổi tiếng là học phí rẻ. Nếu chúng ta học tiếng, mức phí của trường là 5,4 triệu won, ký túc xá của trường là 1,2 triệu won cho 6 tháng. Nếu bạn lên chuyên ngành, bạn còn kinh ngạc hơn. Nazareth nổi tiếng bởi những ngành rất hot sinh viên Việt Nam thích. Thứ nhất đó là ngành du lịch khách sạn, thứ hai là ngành quản trị kinh doanh. Cả hai ngành này đều có mức phí tầm khoảng 2 triệu rưỡi tới 2 triệu 7 won một kỳ, chưa tính học bổng. Thứ hai, nếu các bạn thích chọn những ngành sau này có tương lai ở lại Hàn Quốc rất tốt. Đầu tiên là ngành phúc lợi xã hội. Thứ hai là ngành công nghệ thông tin. Đây là hai ngành cực hot của Nazareth. Cùng like, share, comment clip này và follow các nền tảng của Mép để luôn luôn hiểu đúng, cập nhật đúng video Hàn Quốc nhé.